Ngày 1 tháng 7, Công an thành phố Sơ La đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng và công tác công an 6 tháng đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm, Công an thành phố Sơn La đã bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước trên địa bàn thành phố, đặc biệt là chuỗi sự kiện hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam, phép Giavan trái cây và sản phẩm ô Việt Nam năm 2022, bảo đảm an ninh trật tự, triển khai 50 dự án trên địa bàn, đảm bảo an ninh thông tin, an ninh mạng đã triển khai chín đợt cao điểm chủ động phòng ngừa quản lý đối sách hiệu quả 1.113 đối tượng các loại, điều tra khám phá, bắt lập hồ sơ xử lý 205 vụ với 243 đối tượng vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Công an thành phố còn thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ về tiếp nhận giải quyết hồ sơ cư trú, căn cứ công dân, cấp tài khoản định danh điện tử, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông. Trong thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục phấn đấu làm tốt công tác bảo vệ an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông kiềm chế phạm pháp hình sự, kiểm soát tốt hoạt động tín dụng đen, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy công nghệ cao, vi phạm môi trường, an toàn giao thông. Triển khai 5 chuyên đề phòng chống tệ nạn trong học đường năm học 2022-2023. Cũng tại hội nghị đã quán triệt triển khai một số văn bản của cấp trên và chuyển trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho một tập thể, một cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.